Năm mới Kỷ Hợi 2019 đã sang. Năm nay, heo, con giáp cuối cùng trong thứ tự 12 con giáp, lên ngôi. Đối với nhiều người, heo là loại động vật hết sức gần gũi và đáng yêu. Trong phong thủy, heo là biểu tượng cho sự may mắn, giàu có, thịnh vượng, cũng như khả năng sinh sản và sự thành công trong công việc. Trong đời sống, heo là vật nuôi quen thuộc, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình nông dân. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng. Chắc có lẽ là quý khán giả đang thắc mắc là tại sao trên tay Duy Thiện lại có chú heo con này. Và đầu năm Kỷ Hợi 2019 thì chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng sẽ gửi đến quý khán giả một câu chuyện về những chú heo dễ thương. Và ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Đó chính là câu chuyện khởi nghiệp của chàng thanh niên trẻ Đoàn Phan Dinh với mô hình nuôi heo rừng tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Với mong muốn cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, qua đó góp phần định hướng phát triển kinh tế gia đình cho hộ nông dân, mô hình nuôi heo rừng của anh Dinh đang từng ngày tạo dựng được thương hiệu, bắt đầu được nhiều người biết đến. Dạ, anh Dinh ơi, ngày xưa sao mà mình nghĩ đến chuyện nuôi heo rừng và chọn cái con heo rừng để mình làm cái mô hình khởi nghiệp của mình hả anh Dinh? Thì nếu mà nói kể lại thì nó rất là dài, nhưng mà có thể giới thiệu vắn tắt ở chỗ là bản thân gia đình của Dinh là nông dân. Thì cái việc mà trồng trọt, chăn nuôi thì nó không có lại vì mình vào với gia đình hết. Nhưng mà mình thấy cái cảnh là cái được mùa lại mất giá, rồi trong khi đó được giá lại mất mùa, nó cứ loạn cào cào lên. Rồi trong khi đó là cái việc mà mình phát triển nông nghiệp á, thì ít ai lựa chọn. Rồi cái cuối cùng là mình tìm hiểu con heo rừng. Thì trong quá trình mình tìm hiểu mình thấy nó dễ ăn, nó cũng dễ nuôi. Và đặc biệt là về trong cái tương lai thì mình thấy cái việc nuôi heo công nghiệp nó rất là nhiều và nó phụ thuộc quá nhiều thức ăn công nghiệp. Thì người dân nó bị phụ thuộc và phải mua thức ăn quá nhiều. Thì mình mới hồi tưởng lại là lúc mà nhỏ mình phụ ông nội hoặc là phụ mẹ cho heo ăn đó, thì sắc rau muống, sắc lục bình, sắc chuối rồi mình trộn với cám rồi nấu tắm. Cái đầu cho ăn thôi, thế thôi mà heo nó vẫn mập, vẫn phát triển bình thường. Thì bắt đầu mình mới gõ lên mạng, rồi mình mới hỏi bạn bè, mình tìm hiểu các nơi đó. Thì mình mới thấy được là con heo rừng là nó ăn được giống như con heo trắng ngày xưa. Và hiện giờ thì con heo rừng là một trong những giải pháp mà mình thấy nó thực tế hơn. Có nghĩa là nó ăn những cái thức ăn mà rẻ tiền thì cái rủi ro về trong sản xuất đó, nó được giảm xuống. Thứ hai nữa là con heo trắng có thể mình làm giống như con heo trắng ngày xưa đi. Nhưng mà cái nhu cầu mua nó bằng giá. Giữa con heo trắng ngày xưa nuôi với con heo trắng nuôi công nghiệp thì cái giá nó không khác biệt. Cho nên mình mới có ý tưởng là mình nuôi con heo rừng để nó được cái giá tốt hơn. Và đó là cái động lực và bắt đầu mình cứ theo cái mon men cái đó. Rồi bắt đầu mình làm tới giờ luôn, mình phát triển tới giờ. Xuất thân trong một gia đình nông dân, lại tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y là những điều kiện thuận lợi để chàng thanh niên trẻ thực hiện giấc mơ khởi nghiệp. Những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, anh Dinh đã tích góp số tiền tiết kiệm chi tiêu hàng tháng để mua 2 con heo rừng giống, mang về thả nuôi tại nhà, bắt đầu hành trình khởi nghiệp nhiều thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Mọi người thường nghĩ heo rừng chỉ thích hợp với việc sinh sống và phát triển ở vùng đồi núi. Vì vậy, nuôi heo trong môi trường mới này, những ngày đầu, anh Dinh phải dành rất nhiều thời gian cho việc theo dõi, tìm hiểu tập tính cũng như các phản ứng của chúng. Để nuôi heo rừng, người nuôi không tốn nhiều chi phí cho việc làm chuồng trại. Heo có thể sống trong môi trường nền đất và nền xi măng. Tuy nhiên, Do có tập tính quen chạy nhảy, đào bới trong môi trường tự nhiên, nên người nuôi phải xây dựng một không gian làm sân chơi cho heo rừng. Vốn chỉ là vườn nhãn gia đình cải tạo lại, trang trại nuôi heo rừng của anh Dinh trông khá bình thường. Đó là một khoảng sân trống có lưới rào chắn xung quanh để heo chạy nhảy, cùng những hố bùn nhão để heo tắm. Điều này đồng nghĩa với việc người nuôi phải chấp nhận việc khu vườn nhà mình nhanh chóng bị tàn phá như thế này. Do thả heo trên nền đất, để đảm bảo heo phát triển tốt thì nền đất phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không bị nhiễm khuẩn hay các chất hóa học. Với quy mô tổng đàn hơn 400 con, nhưng khi bước vào khu vực chuồng trại, chúng tôi không thấy có mùi khó chịu từ chất thải của đàn heo như ở những trang trại nuôi heo thông thường khác. Mùi nồng nặc rất ít, bởi vì ở đây nó có ứng dụng công nghệ vô. Nghĩa là thứ nhất là phòng chuồng xi măng, thì khi mà người dân chưa kịp dọn hoặc là chưa kịp dọn thì nó sẽ có mùi, thì nó sẽ tạo cái cảm giác rất là khó chịu. Để giải quyết điều đó đó, bên mình sẽ cấy một lượng men vô trong thức ăn và nước uống. Thì khi cho con heo nó ăn cái thức ăn và nước uống có cái lượng men này vào, thì thứ nhất là nó tăng cái khả năng hấp thu cái lượng dinh dưỡng có trong thức ăn lên, cho nên cái lượng thức ăn dư thừa nó không có nhiều, cho nên nó sẽ giảm được mùi hôi. Thì ngoài chuồng xi măng ra thì ở đây có nuôi thêm mô hình điểm lót, có nghĩa là xử lý phân ngay trên chỗ nó ngủ ngơi luôn. Thì đối với chuồng xi măng thì mình làm biogas, thì xả xuống hố biogas. Ai có điều kiện làm điểm lót để lấy cái phân đó bón cho cây trái hoa màu thì bà con lựa chọn giải pháp là điểm lót giống như mình đây. Với đặc tính sống ở nơi hoang dã thì không biết heo rừng khi mà được mang về nuôi ở trong chuồng trại thì việc ăn uống sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Thiết lập được môi trường sống cho heo rừng giống như ngoài tự nhiên đã hơi khó, mà đảm bảo được nguồn thức ăn để cho ra chất lượng thịt giống thịt heo rừng hoang dã còn khó hơn. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tập tính heo rừng, anh Dinh biết có thể nuôi heo rừng theo cách thức mà ông bà đã sử dụng để nuôi heo trắng ngày xưa. Nghĩa là có thể cho heo rừng ăn tấm, cám, hoa quả, rau củ thừa. Xác định phát triển đàn heo rừng theo hướng làm kỹ lại cái cũ, anh Dinh sử dụng nguồn thức ăn có nguồn gốc tự nhiên như hèm bia, bã đậu nành. Qua đó giảm phần lớn lượng thức ăn công nghiệp cho heo. Bên cạnh đó, mùa nào thức ấy, mỗi buổi trưa, anh Dinh đều cho đàn heo rừng của mình ăn thêm một số thực phẩm khác như ổi, khoai lang, rau củ thừa các loại. Phần giúp heo phát triển theo hướng tự nhiên, phần giúp người nông dân giải quyết được lượng nông sản dư thừa. Cá nó ăn mà để nước theo mà chảy ra ngoài thì ít ra cũng phải tự vệ. Nó thấy ổi cái nó làm quá trời luôn. Tại sao mình lại cho heo ăn ổi hả anh Vinh? Có nghĩa là đây là cái phụ phẩm ổi mà các dừa nó dạt ra. Thì mùa này là ổi nè, rồi sắp tới là có khoai lang. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là có những cái dừa chuối mà họ bỏ cái này chót đó. Rồi lâu lâu thì lại có ấu mà người ta nổi mà nó mới non nó dừa nó dạt ra đó. Thì mỗi cái ăn ít vậy đó. Thì còn nếu không thì thỉnh thoảng người tới cái mùa nghỉ hè đó thì có học sinh nó nghỉ hè thì nó vớt ba cái lục bình với rau muống Thật là chặt chuối cây cũng là đây, mình mua lại 5 đồng ký. Thực tế là trong sản xuất nông nghiệp luôn luôn có những cái phụ phẩm như thế này. Dạ. Thấy không? Thì mình lại ứng dụng những cái phụ phẩm như thế này thì mình cho nó ăn. Nhưng mà mùa nào có cái gì thì mình cho ăn cái nấy. Về hồi sáng thì ăn bã bia, hàm đậu với miếng cá. Rồi tới trưa là mình có trái cây thì cho nó ăn trái cây, không có trái cây thì mình cho nó ăn rau, cá ăn chút rồi đó. Còn về phần thức ăn cho heo rừng lai này thì như thế nào ha? Nó cũng vẫn phải đảm bảo những cái tiêu chí nhất định, mặc dù là ăn phụ phẩm của nông nghiệp, nhưng mà nó vẫn phải đảm bảo là đường, đạm, béo, hay được gọi là cái hàm lượng năng lượng là tinh bột nó vẫn phải có. Ví dụ béo là có nhiều trong cám nhuyễn, hồi sáng mình có trộn cho ăn đó. Rồi cái đạm thì có nhiều ở trong cái bã nành, không? Còn cái bã bia là nó còn sót lại là cái năng lượng dư thừa. Thì mình lấy ba đó cộng lại với nhau. Nhưng mà tới cái mùa khoai lang á, mùa khoai lang thì khoai lang là tinh bột nhiều thì mình giảm cái bia, mình tăng khoai lang nhiều lên. Không? Còn ví dụ mùa này là mùa ổi là xơ với trong ổi nó cũng có năng lượng một phần thì mình ăn bia ít đi mà mình đưa cái bã bia nhiều hơn tí, bã đậu nhiều hơn tí, nhưng mà mình cho ăn ổi này đưa vô. Heo rừng từ lúc sinh ra nuôi cho đến khi xuất chuồng trung bình mất khoảng 5 tháng. Bước đầu anh Dinh nhận thấy heo rừng dễ nuôi hơn heo trắng, người nuôi lại không cần bỏ nhiều chi phí đầu tư cho chuồng trại hay nguồn thức ăn, trong khi thu nhập từ heo rừng bao giờ cũng ổn định hơn các loại heo khác. Từ đó người nuôi không phải lo lắng về vấn đề đầu ra. Mấy con này to rồi. Anh giấu phải mà anh Hồ lên nhặt nó. Quý khán giả thân mến, ở trang trại heo của anh Dinh á, thì không chỉ đặc biệt trong cách nuôi mà ở cách chữa bệnh cho heo cũng rất là đặc biệt. Đó là mỗi khi heo không được khỏe thì sẽ được cho ăn những loại cây thuốc nam rất là quen thuộc như là hoàng ngọc, điềm biệp, chùm ngây và sâm đất. Thì không biết những loại cây này có tác dụng như thế nào trong việc chữa bệnh cho heo. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nha. Vườn dược liệu này có hơn 10 loại cây thảo dược, có công dụng chữa trị một số chứng bệnh quen thuộc, được anh Dinh trồng và phát triển khoảng hơn 1 năm nay. Sau thời gian nghiên cứu học hỏi, anh Dinh được biết các loại thảo dược đặc biệt hữu ích với heo rừng. Không chỉ tăng sức đề kháng cho heo, mà sản phẩm heo rừng có sử dụng thảo dược còn góp phần đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Vốn là cây thuốc mọc quang trong tự nhiên, việc chăm sóc vườn dược liệu với anh Dinh không có gì khó. Hễ thấy thời tiết thay đổi, ngang trời trở gió, mưa dầm bất chợt, anh Dinh liền cho heo ăn cây thảo dược, qua đó cảm thấy an tâm về sức khỏe của heo. Trước khi mà chưa có cái vườn thuốc nam này thì mình chữa bệnh cho heo như thế nào á anh? Thì hồi xưa thì hầu như là mình xài cái thuốc y truyền thống thôi. Sau này thì mình có xài một số cái thuốc thảo dược bào chế của một số công ty mình đặt làm đó. Tuy nhiên thì cái việc đó thì nó cũng được cái hiệu quả nhất định, nhưng mà cái tính thực tế mà để triển khai cho nông dân người ta không gành nhiều chích, thì mình lại nghĩ đến một cái giải pháp khác, đó là hồi xưa thấy ông nội mình đó là lấy cái nước thuốc thứ hai, nghĩa là nước nhì đó, thì nước nhất mình uống nước nhì cái bỏ ra nấu tắm vô, để tắm vô nấu. Thì con heo nó ăn nó mát hơn và nó ít bị bệnh. Rồi mình mới đi tìm hiểu những cái thầy thuốc nam ở các nơi đó, thì hỏi họ thì nó cũng được, người ăn được, uống được thì cái gia súc cũng được. Thường mình xin những cái thầy nào mà họ có cái lượng thuốc dư đó, mình Dinh rồi bị móc này kia đó, mình đem về mình hỗ trợ, mình thấy cũng có hiệu quả, thấy không? Rồi dần dần thì nó ở đâu có hoài, cho nên là thôi giờ mình trồng, thì mấy thầy chỉ mình trồng. Dạ, thì ở đây em thấy là mình có rất là nhiều loại cây thuốc nam, thì không biết là mỗi loại cây nó sẽ có tác dụng trong cái việc trị bệnh cho heo như thế nào ha anh? Ví dụ như cái cây hoàng ngọc như thế này, em thấy nó là cây màu đỏ này nè. Thì bản thân của nó là hỗ trợ cái bệnh trị cảm và ho, đồng nghĩa với cái việc mà tăng sức đề kháng rất là tốt. Còn với cây màu xanh xanh này nè là cây điềm điệp, thì nó hỗ trợ canxi, trị lem lét, viêm và cái nhượng tràng rất là tốt. Còn riêng cái cây cao cao đó là cây chùm ngây. Thì bản thân cây chùm ngây thì cái hàm lượng vitamin và khoáng nó gấp rất là nhiều lần so với những cây thông thường, và lượng đạm nó rất là cao. Đặc biệt là nó hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau khi heo bệnh rất tốt, cái cơ thể nó tự phục hồi lại. Mình nói gì nói, nghĩa là mình nuôi nó là nhân tạo, nhưng ít ra mình cũng phải cho nó được cái cảm giác là ăn lại những cái cây cỏ thuốc nam mà tôi ở ngoài vốn có, tôi phải ăn, và bây giờ tôi đang ăn được. Thì vô tình cái là vừa giúp cho cái công tác quản lý chuồng trại, hạn chế được cái vấn đề dịch bệnh và rủi ro trong chăn nuôi, mà vô tình nó tạo ra được một cái sự đúng với cái tập tính sinh thái của con heo rừng. Dạ. Và một cái yếu tố thứ ba nữa mà anh cảm nhận rất là sâu sắc ở chỗ là gì? Nếu như mà cái việc mà ý thức sử dụng những cái cây cỏ thuốc nam nhiều như vậy, không chỉ áp dụng cho heo rừng mà còn heo trắng chẳng hạn, hay là vịt gà chẳng hạn, không cần nhiều đâu, chỉ cần tham gia cùng một phần nào đó trong cái quá trình nuôi thôi, thì cái tính ý thức của người dân mình sẽ tăng lên và hạn chế sử dụng thuốc y quá nhiều. Hiện tại mặc dù nuôi ở trang trại đồng bằng, nhưng do được kiểm soát tốt từ khâu giống, môi trường sinh sống đến quy trình nuôi, nên chất lượng heo rừng của anh Dinh được khách hàng rất tin tưởng. Từ 2 con heo rừng giống ban đầu, đến nay trung bình mỗi năm, trang trại anh Dinh có thể cung cấp ra thị trường trên 1.000 con heo rừng các loại. Thị trường tiêu thụ heo trải rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lên tới thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, heo rừng của anh Dinh còn được xuất ngược lên các tỉnh Tây Nguyên, nơi vốn dĩ được cho là nguồn gốc của giống heo này. Đây chính là thành quả ngọt ngào sau bao năm anh Dinh không ngại mục tiêu gian khó, dày công theo đuổi. Hiện nay, trang trại nuôi heo rừng của anh Dinh đã mở rộng quy mô sản xuất với hình thức liên kết cùng nông dân. Cùng nhau làm giàu, cùng nhau phát triển trên mảnh đất quê hương chính là mơ ước lớn nhất mà anh nông dân trẻ này đã ấp ủ từ lâu. Và câu chuyện liên kết này đang từng ngày gặt hái được những thành công bước đầu. Theo đó, trang trại anh Dinh cung cấp heo rừng giống, hỗ trợ kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hộ nuôi. Như vợ chồng anh Nguyễn Văn Nâu ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bao nhiêu năm chật vật với heo trắng, giờ đây anh chị đã thấy an tâm hơn với mô hình nuôi heo rừng. Từ 6 heo bố mẹ, anh chị đã gầy dựng được đàn heo khoảng 50 con. Thị trường heo rừng ổn định. Tết này, gia đình anh chị đang hy vọng đón một mùa Tết sung túc đủ đầy. Dạ, anh Nâu ơi, thì không biết là giai đoạn trước thì gia đình mình canh tác là có nuôi heo không hay là sao mà mình bây giờ mình lại quyết định chọn nuôi heo rừng ha anh? À, thì nói chung mình thì trước đây thì ở đây thì cũng là ở trong đồng, dạ, làm ruộng, làm rẫy và chăn nuôi. Mình cũng có chăn nuôi heo trắng. Mấy năm nay thấy giá heo trắng giá cả bấp bênh quá. Có lúc thì mình nuôi thì nó đạt, có lúc có giá thì mình nuôi có lời, dạ, có lúc thì giá nó rẻ cái mình lỗ. Thành ra cứ cái lời cái lỗ lại lỗ nó cứ lẫn lộn hoài, thành ra cái kinh tế của mình cũng không được phát triển gì mấy. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình ở đây cũng ở gần Vinh. Dạ. Thấy Vinh làm heo rừng có kết quả, mình mới hợp tác với Vinh để làm heo rừng. Trong khi đó thì bên hợp tác với Vinh thì Vinh cũng có là hỗ trợ con giống và hỗ trợ thịt. Mình bên đây là chỉ chăn nuôi cho ăn, là còn đầu ra thì Vinh bao tiêu sản phẩm. Ok. Dạ, rồi từ lúc chuyển qua nuôi heo rừng thì anh thấy hiệu quả như thế nào hả anh? Thì nói chung từ hồi lúc chuyển qua tới bây giờ thì mình nói về cái mặt cho ăn á, thì dạ, nó rất là dễ. Còn cái mặt về cái mặt mà bệnh hoạn rồi thì nó là cũng có mà nhưng ít, hiếm lắm. Đó. Còn cái dùng cái nói về cái kinh tế á, thì mình cũng chưa có sức ra được bài nào, mình thành ra mình cũng chưa biết. Mà cái hiệu quả thì giờ nó rất là đạt cao. Sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm của những nông dân trẻ thời 9X là một câu chuyện nhiều ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho những ai đang ấp ủ cho mình giấc mơ khởi nghiệp. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi, chúng tôi xin kính chúc quý khán giả một năm khởi đầu suôn sẻ, giữa năm viên mãn tràn đầy, cuối năm gặt hái thành công.